Câu Cá Adu xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Câu Cá Adu. Ok, các bác có nhìn thấy một cái túi Go Fishing đó, đi câu cá thôi. Nhỏ gọn không đúng không các bác? Nhỏ gọn, rất tiện lợi. Đó, đây là một bộ cần câu nhé. Trong này là một bộ cần câu đó. Thì nó rất nhỏ gọn thôi. Các bác có một cái túi này để đựng rất dày dặn luôn. Dây ra này, dây này, đó. Thì hôm nay mình cùng bóc sản phẩm này ra xem nó có những cái gì, có những phụ kiện gì, là một bộ cần câu đầy đủ để các bác đi câu nhé. Đó, Go Fishing, cả Go Fishing. Đó, bây giờ mình sẽ mở ra nhá. Thì thường là đó, cái này chỉ để đựng đồ thôi, không có gì bên trong cả. Sau này thì hết rồi, sau này chỉ có cái này để cầm kiểu ngược lại thôi, hoặc các bác đeo ở người chẳng hạn đấy, đeo ở người chẳng hạn thôi, chứ không có gì đặc sắc. Còn sách đây, hai cái sách. Tiếp theo chúng ta sẽ mở nó ra nhé. Vâng, rất dày nhé. Thì đó, mở ra các bác nhìn thấy không? Mở ra đây là một bộ máy, cần câu máy. Đây, chiếc máy của chúng ta này. Máy, túi bóng mình để ra nhé. Một hộp mồi này, đầy đủ các thứ này. Đầy đủ các thứ này. Ờ, một cái cần này. Cần này. Đó. Rất ít, nó không có gì nhiều. Chỉ một cái túi với ba cái bộ kiện thôi. Đó, mình sẽ để ra ngoài này nhá. Đó, đây là 1,5 m. Đó. Máy đây, mình chỉ cầm cái máy để xem chất lượng như nào. Cũng khá là chất lượng đấy. Vì rất trơn tru, mình quay mình cầm cảm giác đầu tiên thì rất trơn tru rồi. Máy rất trơn. Đó, tay quay thì bằng nhựa, tay quay bằng nhựa, cối bằng nhựa, dây có sẵn rồi nhá, dây có sẵn rồi. Lấy cái dây ra xem nào. Dây này thì dây có sẵn, dây này tương đương với dây 3 chấm đấy, dây này dây 3 chấm tương đương đấy. Khó nhỉ, kéo cá chắc tầm 4-5 kg. Mình test luôn dây. Dây này mình kéo mặn như này vẫn đứt nhé các bác. Thấy không ạ? Vẫn đứt nhá. Thì cái dây này đi theo máy ấy, thì dây của cá tầm 2-3 kg nhá. Mình cái độ mình test nhiều dây rồi mình biết tầm 2-3 kg nhá. Còn các bác dòng ấy thì dây nhỏ các bác vẫn dòng được cá. Thì các bác kết hợp với máy với cần ấy thì bác dòng cá thoải mái nhá. Còn mình nói là hai cá thì khi các bác giật thẳng ạ. Đó, cá quế mình là rất thích nhá, rất chân tru. Cối bằng nhựa nhá, nhựa được một lớp bạc nhá, máy bằng cái cấu bằng nhựa hết, rất chân tru. Đó, đây là chiếc cần của chúng ta này. Chiếc cần là mình tìm hiểu qua, mình đặt về là cần rất chất lượng, là chất liệu bằng carbon. Đó, quen bằng đây là cần 1,5 m nhá, rất nhỏ gọn nhá. Các bác câu này rất nhỏ gọn. Đó, cần có thể rút dài ra nhá, 1,5 m, cần là 1,5 m nhá. Cầm qua thì cần thì rất chất lượng rồi. Đó, các bác nhìn thấy cần này của chúng ta này, một màu cũng khá là đẹp, cùng màu với cần luôn, với máy luôn. Đó, đây là một bộ cần câu nhỏ gọn nhá. Ô, quen này thì rất chắc chắn luôn này các bác ạ. Quen này rất chắc chắn luôn. Đó, các bác nhìn rõ nhá. Quen này, quen bằng mạ, lớp mạ một lớp đồng nhá các bác. Rất chắc chắn luôn đấy. Đó, đầu ngọn thì cũng khá là to. Cái này là tương đương với tầm 2,2 ly. Đó, 2,2 ly cái đầu ngọn này nhá các bác. Đó, quen được quen to này, chân to này, rất chắc chắn luôn, 4 chân luôn. Quen rất chắc chắn này, các bác dòng cá các thứ cá to đấy. Đó, quen này rất chắc chắn. Cần được cần là cần carbon nhá. Đó, cần rất nhẹ luôn. Đó, cần này các bác đi câu lua cũng được, rất tốt. Câu lua cần này, cần người ta thiết kế để câu lua đó là chủ yếu. Bát quen này, bát quen bằng nhôm như kiểu là bằng lon bia, lon nước ngọt, lon coca đấy.
rất đẹp, rất chắc chắn luôn các bác, cầm rất hoàn miệng luôn, hết hết hoàn thiện. Tuy cái máy bằng nhựa thôi nhưng mà cầm mang lại cho chúng ta cái rất chất lượng đó. Cùng với chúng ta khám phá tiếp xem cái hộp mồi của chúng ta là có những cái gì đó. Hộp mồi thì rất nhiều đồ. Đầu tiên nó sẽ là một cái cục chì này, gỡ cá này. Đó, mình sẽ quay gần lại cho các bác xem. Cần này, gỡ cá này. Ô, một con mồi giả bằng sắt này, một con mồi giả bằng sắt nhá. Một cái chuông này, phao này, đó, lưỡi này. Đó, lưỡi này thì người ta có lưỡi chì luôn nhá. Đó, sẽ mắc vào những con cá như này này. Mắc cá này để các bác lua cá lóc, lua cá mương, những loại cá mà đuổi mồi, săn mồi. Đó. Đó, cá giả luôn nhá các bác. Mình cũng thử cái câu xem này, xem là nó có thể bắt được cá lớn không. Ok nhá các bác. Có thể ngắn hơn không? Mình lấy dài quá. Không không cần thiết dài đâu. Đó. Nó sẽ như này. Chạy chạy dưới nước và con cá nó sẽ đuổi xong con mồi này đớp đớp vào lưỡi là dính. Ok. Đó. Thì đó, đấy là bộ sản phẩm. Cái này thiếu lưỡi đơn nhá. Thì cái này mình sẽ tặng cho các bác bộ lưỡi đơn nữa nhá. Một bộ lưỡi đơn gồm này. Phao chì linh. Phao chì linh chặn chạy nha các bác. Đó, để đây để các bác hoàn thành một bộ. À, bộ này thì nó có hai hộp, ở đây là bộ một máy một bộ máy đứng và bộ máy ngang, à nhầm, là bộ máy bằng nhựa, một bộ máy bằng kim loại. Đó, bộ máy bằng kim loại là cần 2m1 nhé. Đó, đây chiếc máy của chúng ta, chiếc máy bộ này nó có hộp mồi chắc giống nhau rồi, hộp mồi chúng ta không bàn đến, hộp mồi giống nhau rồi, còn cần với máy thôi. Cần với máy cần thì cùng loại, nó chỉ dài hơn thôi, nó to hơn, nó dài hơn, kết cấu rất chắc chắn, rất chất lượng. Cần 21 này bằng kim loại, à bằng bằng nhôm quen, quen rất chắc chắn luôn. Máy nhá, chúng ta khác biệt, đây là khác biệt cái máy, cái máy của nó, máy này thì là thằng máy bằng kim loại đó, máy bằng kim loại cũng khá là trơn tru và chắc chắn nhé các bác. À, bộ này lại không có dây rồi, chưa có dây. Máy nhựa thì có dây sẵn rồi, còn máy kim loại thì chưa có dây. Thì bên mình sẽ tặng cho các bác một cuộn dây đấy nhé. Đó. Cuộn dây máy này thì nó dây là tầm 100 mét. Mình tặng cho các bác nhé. Thêm một cuộn dây nữa. Thì đầy đủ bộ luôn. Mình sẽ vẫn tặng thêm cho các bác là lưỡi đơn, phao chì chặn phao, máy bằng kim loại nhá, tay quay bằng nhựa carbon nhá, kết cấu máy chắc chắn hơn cái máy nhựa kia, cầm quay nó cũng không được trơn tru như máy nhựa mà được cái chắc chắn. Máy DQ nhá, máy DQ DQ đó, các bạn nhìn thấy. Mình lắc thử cho bác xem nhé, chất lượng. Đó, một người sản xuất là có cả túi luôn cho các bác để các bác tiện cầm nắm cũng như là tiện mang đi lại ấy. Đó, mình sẽ lắp vào. Rất chắc chắn. Đó, một bộ sản phẩm này nhá. Thì giá mình sẽ để trong tiêu đề của video này nhá. Nếu mà bạn nào muốn mua thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại hiện trên màn hình là 0914726862, cũng như là vào fanpage Facebook là câucá.edu.vn, Facebook gạch chéo câucá.edu.vn để đặt hàng sản phẩm này nhé. Đó, đây là toàn bộ sản phẩm này nhé các bác. Đó, mình sẽ tặng thêm cái phụ kiện như này nữa. Đó, thì bác nào muốn mua thì có thể đặt hàng nhé. Đó, mình sẽ để gọi mặt cho các bác sẽ hình dung ra. Đó, đây là một bộ sản phẩm nhé. Một bộ sản phẩm á. Đó.
Đó. Nó sẽ gồm cần với máy với một vỏ đựng luôn, vỏ đựng này luôn. Rất tiện lợi cho các bác mang đi câu. Rất gọn nhẹ. Đó. Cần các bác treo xe, bỏ cốp xe, bỏ ba lô cũng được. Ok nhé các bác. Thì bác nào muốn mua sản phẩm này thì có liên hệ ngay với câu cá đu qua số điện thoại là 0914726862 nhé. Hoặc nhắn tin vào fanpage là câu cá Edu nhé. Các bác search, các bác tìm kiếm trên thanh tìm kiếm của Facebook là câu cá Edu nhé. Thì nó sẽ ra logo của bên mình nhé. Đó. Ok nhé các bác. Đó. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Đó. Để đặt hàng một bộ sản phẩm như này thì các bác có thể liên hệ với ngay câu cá Edu nhé. Giá mình sẽ để trong phần tiêu đề của video cũng như là phần mô tả nhé. Ok, giá rẻ rất bất ngờ luôn đấy, bộ sản phẩm này. Giá rẻ bất ngờ, cả một bộ đầy đủ cho các bác đi. Ok. Cảm ơn các bác nhá. Bye bye.